Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học một ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Và trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nhé. Đầu tiên, cô có hình ảnh của một bạn nam đang tặng quà cho bạn gái. Lúc này chúng ta hãy tạm đóng vai là người bạn nam nha. Hay, tôi thì tặng quà cho bạn gái. Câu này chúng ta sẽ nói như thế nào? Hay, chúng ta có động từ cho tặng là agemas, tặng quà sẽ là presento o agemas. Hay, và cô có mẫu câu đầy đủ như sau. Watashi wa kanozo ni presento o agemas. Có nghĩa là tôi thì tặng quà cho bạn gái. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một ngữ pháp cho tặng liên quan đến động từ agemas. Cô có một cấu trúc ngữ pháp cụ thể như sau. Danh từ N1 quá N2 ní N3 ố agemas. Trong đó N1 là người cho, N2 là người được nhận và N3 là món đồ mà mình cho tặng. Một ngữ pháp này có ý nghĩa là tôi hoặc là người nào đó N1 cho tặng cho người N2. Và đây là cách nói cho ai đó một cái đồ vật gì đó. Các bạn lưu ý, N2 đi với trợ từ ní, tức là cho ai. Các bạn lưu ý nhé, cho ai thì ní người đó. Và không dùng watashi ní, tức là không dùng là cho tôi. Tôi cho ai đó thì được, nhưng mà không có dùng là cho tôi. Một ngữ pháp agemas này không dùng watashi ní. Và để hiểu hơn về mẫu ngữ pháp này, các bạn hãy cùng cô đi đến với những câu ví dụ sau đây. Hay, đầu tiên, hình này chúng ta sẽ vào vai là bé gái này nha. Hay, tôi tặng hoa cho mẹ. Hoa là gì nào? Hana. Mẹ là ha. Hay, vậy thì chúng ta sẽ nói là watashi wa haha ni hana o agemas. Tôi thì tặng hoa cho mẹ. Hay, các bạn cùng lặp lại với cô nha. Watashi wa haha ni hana o agemas. Hay, đến với ví dụ tiếp theo. Trong trường hợp này thì tôi tặng hoa cho ai vậy? Tôi tặng hoa cho ai đây? Chúng ta tặng hoa cho anh Wan. Vậy thì chúng ta sẽ nói rằng là watashi wa Wan san ni hana o agemas. Tôi thì tặng hoa cho anh Wan. Chúng ta có hình ảnh của chị Sato và chị Yamada. Chị Sato thì đang tặng quà cho chị Yamada. Thì trong trường hợp này chúng ta xác nhận là chị Sato là N1, chị Yamada là N2. Vậy thì chúng ta sẽ nói rằng là Sato-san wa Yamada-san ni presento o agemasu. Chị Sato tặng quà cho chị Yamada. Tiếp theo, cô có hình ảnh của anh Mira và chị Yamada. Anh Mira đang tặng cái gì cho chị Yamada vậy? Cô sẽ hỏi rằng là Mira-san wa Yamada-san ni nani o agemasu ka? Nhìn vào hình chúng ta có thể thấy là anh ấy đang tặng sách, có đúng không nào? Vậy thì cô sẽ trả lời rằng là Mira-san wa Yamada-san ni hon o agemasu. Anh Mira thì tặng sách cho chị Yamada. Mọi người đã nắm được chưa nào? Chúng ta có động từ cho tặng là agemasu. Và chúng ta tặng cho ai thì ni người đó. Tặng cho chị Yamada thì Yamada-san ni. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Mata kondo onegai shimasu. Arigatou gozaimashita.